Hands rất là lười biếng Cậu ta uh, hiếm khi nào giúp đỡ mẹ mình làm việc gì cả Seldom có nghĩa là hiếm khi Cậu ta không bao giờ nấu ăn và cũng không bao giờ cắt cỏ Mow có nghĩa là cắt cắt Lawn là bãi cỏ Mow the lawn có nghĩa là cắt cỏ Thậm chí cậu ta còn không cả cạo dâu Cạo dâu là shave Và cậu ấy uh, Hàng ngày thì cậu cậu ta sẽ sử dụng tiền của mẹ mình để đánh bạc. Đánh bạc là gamble, spend the day time nghĩa là dành cả ngày. Một ngày nọ thì mẹ của cậu ta nhận ra rằng là tiền của bà ấy đã biến mất khỏi cái ví của bà ấy, purse là cái ví và bà ấy đã hét lên, đã quát lên là uh, ta cấm con, uh, tức là hãy đi khỏi nhà hay ta cấm con quay lại nhà ban có nghĩa là cấm. Đừng có quay lại đây cho đến khi nào mà con học được những bài học trưởng thành. Hans đi vào sống ở trong rừng như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. An outlaw có nghĩa là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng trời rất lạnh và Hans không thể tìm thấy đồ ăn. Anh ta đi tới một cái túp lều để hỏi xin một bữa ăn. Cottage là một cái túp lều. Một người thổ dân mở cửa trả lời và hans hỏi là tôi có thể ở đây được không aborigin aborigin có nghĩa là một người thổ dân và người đàn ông đó trả lời là cậu có thể ở đây nếu như cậu chịu làm việc hans rất thích cái viễn cảnh mà có đồ ăn và sự ấm áp vì thế cậu ta đồng ý prospect là viễn cảnh warmth là sự ấm áp người đàn ông chỉ tay về phía cánh đồng cánh đồng là field uh, hãy lấy cái gậy này cái que này và cắm nó ra chỗ kia ta là một phù thủy và cái gậy ma thuật này sẽ mang đồ ăn tới cho chúng ta rod là cái, cái gậy nó bình thường nó có nghĩa là cái roi uh, plant thì bình thường có nghĩa là trồng nhưng ở đây chúng ta dịch là cắm cắm xuống Wizard Wizard là một phù thủy cánh đồng này rất là xa và Hans biết rằng là sẽ rất vất vả khi mà đi bộ ra đó vì thế mà cậu ấy đã ném cái gậy ném cái que ra đằng sau túp lều và ngồi ở bên cạnh dòng sông. Khi ánh sáng ban ngày dần phai, chúng ta có từ daylight là ánh ánh nắng ban ngày. Fade, động từ fade có nghĩa là phai nhạt dần. Anh ta quay trở lại chỗ túp lều và đi ngủ. Buổi sáng hôm sau thì người đàn ông già kia trông rất là hung dữ. Fierce là hung dữ, dữ tợn. Cậu không mang cái gậy ra cánh đồng Ông ta la lên như vậy Và Hans đã phải thú nhận Confess là thú nhận Vì nó xa quá nên tôi đã không làm Chỉ tại ngươi mà chúng ta không có gì để ăn cả Người đàn ông đáp lại như thế Và Hans sợ rằng Anh terrified Có nghĩa là khiếp sợ là Anh ta sợ rằng người đàn ông sẽ trừng phạt anh ta vì thế anh ta chạy về nhà con đã liều mạng để quay trở lại đây desperate có nghĩa là liều mạng nó còn có nghĩa khác là tuyệt vọng mẹ của cậu ta thì rất là cẩn trọng cẩn thận cautious là cẩn trọng cẩn thận và mẹ hỏi lại là thế con có hứa là sẽ làm việc không promise có nghĩa là hứa và hans trả lời là có con sẽ không bao giờ lười biếng nữa